Sao thời gian qua chậm quá vậy? Còn thêm 10 phút là phải chết mà. Sang à? Ờ, má, má đã tới hả? Ngồi đi má. Tại sao ngồi thì thầm một mình vậy hả? Dạ không, đâu có. Con Lan đâu? Con Lan ở nhà mà. Ờ, con thiệt là bậy bạ. Một mình xuống đây ăn khuya. Dạ không phải, con Lan nói là không muốn đi ăn, cho nên không xuống thôi, con đã định mua lên cho bả mà. À phải, má mua cái gì đây? Ê, bà dì tư của con Lan ở trển xuống đây du lịch 7 ngày, đem tới cải khô, cải mặn, đều là đồ nhà quê ấy mà. Ờ. Ăn xong chưa? Ăn xong đem lên cho má đi. Gấp gì hả? Ăn chút đồ đi, đồ đây ngon lắm. Ê, má không ăn đâu, vừa đãi bà dì tư ăn cơm vẫn còn no mà. Đi được chưa? Dạ dạ, con đã kêu một cái bánh nướng cho con Lan, vẫn chưa tới. Bánh nướng nè. Giờ đi được chưa? Gấp quá mà. Như vậy hả? Con phố kế bên có nhà cầu công cộng đó, con đưa má đi nha. Mấy chỗ bẩn thỉu đó má không đi đâu. Mau lên. Con chưa trả tiền. Ê, hậu bàn, tính tiền. 40 đồng, cảm ơn. Nè, 40. Cảm ơn nhiều. Giờ đi được rồi chứ? À, thì xin lỗi, bắt má phải đãi ăn. Thiệt là dư thừa, đi xách đồ cho má, mau lên. Mau lên. Ông Tường. À, chào. Má à. Chuyện gì? Con muốn coi có thơ hay không. À thì có thơ đó mà. Má à, cầm giùm con đi. Ê, thơ gì mà quan trọng chứ, ngày mai mới lấy đi, nó đâu có biết chạy. Đã nhìn thấy rồi, lấy luôn đi mà. Ờ, à, chìa khóa không biết để đâu. Ê, thơ gì mà quan trọng vậy chứ. Ý, thùng thơ không có khóa mà. Nè. À, phải, sao thùng thơ không có khóa vậy? Cầm lại đi. Ờ à. Má à. Lại chuyện gì đây? Dạ không, thằng má tới rồi. Ê, cái mùi gì đây? Cái gì? Như mùi khí ga vậy. Ý, như là nhà của con đó. Có thiệt không? Phải rồi, phải rồi. Lấy chìa khóa ra đi, mau lên. Ồ. Mau lên đi. Đang lấy nè. Ý da, là nhà của con đó, mau lên để má. Là cái nhà này rồi, cái mùi gì đây hả? Chạy khí gà. Hả? Chạy khí gà? Lan à. Lan. Lan à. Ấy da. Lan à. Lan. Lan à. Lan sao rồi? Đừng có hù má nha. Ấy da. Đừng có bị cái gì nha. Ấy da. Lan à, con đừng có bị cái gì nha. Đừng bao giờ không bị gì nha. Má à, má à, em Lan sao rồi? Ờ, Lan sao rồi? Má cũng không biết, đang ở trỏng kìa. Chắc không sao đâu, má đừng vậy mà. À Tường à, sao lại sơ ý quá vậy? Có lẽ con Lan nấu nướng rồi, quên đã để đi ngủ. Thực ra cũng là lỗi của con.
Nếu con không xuống phố mua đồ ăn khuya thì con Lan đâu có đến nông nỗi này. Tại con không tốt, tiên là con không phải. Tường à, đừng có như vậy. Em Lan sẽ được trời phù hộ, tai qua nạn khỏi thôi. Hả? Chỉ mong được như vậy thôi. Lúc mà đưa nó vô đây, nó đã mất hết tri giác, đã vô phòng cấp cứu lâu rồi, không biết có sao hay không nữa. Đừng có nghĩ tới những cái chuyện không có tốt. Tướng của con Lan à, có phước lắm. Nhất định là không có gì đâu. Vậy đó, con cũng thấy vậy. Má à, má đừng lo lắng quá. Không lo lắng sao được chứ. Bác sĩ à, sao rồi bác sĩ? Rồi? Bác sĩ, hả? Hả? Con gái tôi cứ không được hả? Chúng tôi đã tận sức rồi. Sao mấy người sơ ý quá vậy? Ê, cũng may là cứu lại được rồi, nếu không hả? Hả? Cứu được hả? Cứu lại rồi hả? Tường à, đã cứu lại rồi, con còn làm gì nữa? Hả? Vậy mà người ta nói bác sĩ không tận tâm cứu người, có phải là thiệt bậy bạ hay không chứ hả? Sao bác sĩ lại không cứu người chứ? Bây giờ bác sĩ đã cứu lại vợ của con rồi. Bác sĩ à, ông thì là ân nhân của tôi đó. Được rồi. Nè, từ nay phải cẩn thận một chút nha. Dạ phải. Tôi còn phải theo dõi. Các vị đừng quấy rầy lâu. Dạ được. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn. Ra được kìa. Sao hả? Có sao không? Từ từ. Cẩn thận nha. Từ từ. Hey, bà yên tâm đi. Hết chuyện rồi. Tường à, không gì chứ? Sao đứng sững vậy? Tôi mừng quá thôi. Thì ai cũng mừng mà. Hết chuyện rồi. Được, cảm ơn nhiều. Bye bye. Chị Dân à, làm ơn ký giùm. Vừa rồi tôi điện thoại xuống trung tâm kiện Mỹ để hẹn giờ. Ở dưới họ nói là Mỹ Lan đã dặn khí ga nấu nước rồi quên đã đi ngủ. Bây giờ đang nằm nhà thương. Sao sơ ý quá như vậy, có sao hay không? Người nhà của chị nói chị không sao. Thiệt may quá. Ngày mai mình đi thăm chị Nho sẵn ngày Chủ nhật. Được. Để lát mình đi chợ mua đồ nấu canh cho chị Nho. Được mà. Cô hay à, táo ngon lắm à, mua táo về cho đứa con gái ăn đi hả? Được. Dạo này sao con thấy dẫn đứa con gái đi chợ vậy? Nó cũng phải đi học thêm nữa. Ê da, nè, bao nhiêu tiền? Rẻ chút có được không? Hàng sớm đó mà, 20 bạc thôi. Cảm ơn nhiều, lần sau tới mua nữa nha. Ông chủ à, hôm nay phổi heo có ngon hay không? Ê, phổi heo hả? Thì ngon lắm đó. Nè, tôi lấy cái này. Được. Dạo này thời tiết khô khan, nấu canh phổi heo cho ông xã uống hả? Nấu cho mình uống cũng được thôi. Cũng phải. Bao nhiêu tiền? 7 đồng. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Canh phổi heo cải khô thiệt là ngon quá đi. Còn ngon hơn cái của má tôi nấu nữa. Chị Trân thì là tốt với chị lắm. Chị nói là nấu canh phổi heo để tẩy đi khí ga trong phổi của chị. Đúng rồi, phải uống cho hết đó nhờ. Ừ, công tạm vấn đề. Chị phải uống thêm vài chén đó. Chị Trân đã bỏ hết tâm huyết đi rửa sạch cái phổi heo này. Được, uống thêm một tô ngay. Được. Không sao mà, bây giờ chị Trân một mình thôi. Nhiều thì già rảnh rỗi mà. Ngày nào cũng nấu canh cho tôi ăn. Sướng quá. Xin lỗi nha chị Trân. Không cái gì. Nhờ, ăn canh đi. Ok. Tôi thấy chị tai qua nạn khỏi sẽ có hậu phước, không lâu sẽ được gặp may đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi tin rằng 6 con số mà tôi mua không lâu sẽ trúng đó mà. Đúng rồi, còn quen biết bạn bè hay không? Lo là lúc đó trở thành bà triệu phú rồi, chị mặc cảm không dám lại gần tôi thôi. Ý cha, nằm mơ cũng không có sớm như vậy đâu. Được, coi như là tôi nằm mơ. Lỡ như tôi trúng thì mỗi người 100.000 nha. Ý, ra tài thấp quá ha, không có giống. Mỗi người 1 triệu. Vậy được, vậy uống canh mau đi, rồi đi ngủ sớm mới có thể nằm mơ chứ. Tôi nói thiệt đó mà. Vậy thì cảm ơn trước nhờ. Ok. Chừng nằm mơ gặp được chúng tôi rồi hãy nói nha. Ok, không phải nằm mơ đâu mà là thiệt đó. Được rồi. Vậy uống canh đi. Xin lỗi nhờ, tới trễ. Không sao. Tại chị đó, biểu chị đi sớm nhưng mà chị nói là phải làm hết việc đã, rồi bị kẹt xe hết nửa tiếng đồng hồ. Trà sữa nóng làm ơn. Tôi cũng vậy, cảm ơn. Ý, Bích thì đâu? Thằng con của chị hôm nay sinh nhật, nói là tổ chức buổi sinh nhật cho con. Đó, thấy chưa? Đàn bà đám cưới xong sanh con là vậy mà. Không lúc nào chịu ngừng đâu.
Không phải đòi hầu hạ chồng á, thì là đòi hầu hạ con. Suốt đời là như vậy mà, mất hết bản thân. Cũng không thể nói như vậy. Nhiều khi một mình về tới nhà thì cũng thấy lẻ loi lắm. Nghĩ một hồi thì muốn đi lấy chồng cho rồi. Chị đã đổi tánh rồi sao? Lâu nay chị hay nói phải có sự nghiệp của mình, không đồng ý đàn bà phải làm bà nội trợ mà. Thì con người phải đổi thay. Hơn nữa là đàn bà mà, dĩ nhiên phải kiếm một nơi nương tựa tốt chứ. Có một bả vai để nương tựa hơn là phải xông pha chiến trận ở bên ngoài, có phải không? Tôi thì không đồng ý. Hôm xưa chị Quế cũng đám cưới mà. Tôi thấy bây giờ chỉ còn vui hơn là hôm xưa, được tự do lại có sự nghiệp của mình. Nói thiệt nhờ, nếu không phải hết đường lựa chọn, tôi cũng không chọn đường ly dị. Bây giờ ra ngoài làm việc, vừa cực khổ lại bôn ba, tôi phải ráng chịu thôi. Ý, nếu mà có ai chịu lấy tôi sẽ tái giá. Ý, chị Dân lúc xưa kiếm chị khó lắm mà, sao lần này lại tốt quá, chủ động hẹn chúng tôi. Không, tôi thấy đã lâu không gặp rồi, hẹn ra trò chuyện chút thôi mà. Đúng rồi, lâu nay chị Dân nghĩ tình xưa lắm mà, phải không chị Dân? Làm sao đánh chứ? Chị Trân hả? Tối nay chị đánh không? Có chuyện gì? Đánh bài. Tôi không biết đánh bài. Hay học là hiểu thôi. Nếu học hiểu rồi, cho dù mai mốt một mình thấy buồn chán cũng có giải trí mà. Thôi đừng, anh chị hãy kiếm người khác đi. Hả? Như làm sao đây? Ba người cũng đánh được mà. Anh Viên rồi sao? Phải, tôi thì thích cô Tịch lắm. Nhưng mà hết cách thôi. Bạn già có chuyện mà, tôi phải đi với chị. Dù là một ngày cuối cùng cũng hết cách thôi. Thôi nha, bye bye. Có bản văn kiện cho chị ký. Được. À Trân à, tôi biết gần đây có một quán ăn Tây mới mở, hoàn cảnh và đồ ăn cũng khá lắm, cùng chị đi thử nha. Chưa khỏi, tối nay tôi đã có hẹn với bạn ăn cơm. Vậy hả? Vậy hẹn chị khi khác nha. Nếu không có gì tôi đi trước nha, bye bye. Bye bye. Alo, anh Sơn hả? Tối nay có thể đi được rồi. Có thể đi với anh đó. Làm ơn, tôi muốn lấy cái hộp mà nhỏ nhất chưng ở bên ngoài. Có phải hộp này hay không? Cô Hai à, tôi giới thiệu cái hộp gia đình này cho cô nha, đủ cho cả nhà ăn đó. Cô coi đi. Thưa, tôi không mua nữa, xin lỗi nha. Má, má ăn mau đi, sắp tới giờ chiếu rồi đó. Má đang cố gắng rồi mà. Để bà giúp một tay. Con cũng giúp một tay. Tại còn muốn ăn kèm thôi chứ. Ăn no chưa hả? Ăn no rồi. Tới giờ vô rạp rồi, thu dọn đồ đi. Được rồi, được rồi. Đi. Ba lát nữa con ăn bắp rang. Thấy con ngoan vậy lát nữa ba mua cho con ăn nha. Xin lỗi nha. Với chỉ sơ cấp nhà học vào thứ hai mỗi tuần, môn này thì nhẹ nhàng hơn một chút, học thích hợp cho những bài nội trợ. Có thể lấy lớp ban đêm không? Lớp gì cũng không sao chứ hả? Không sao. Vậy được, học lớp với bảnh nhà một tuần học ba đêm. Còn có những môn nào có thể học thêm mấy đêm không? Học thêm mấy đêm hả? Có muốn học về ngoại ngữ hay không? Được, không có sao. Học pháp ngữ nha, một tuần học năm đêm, nhưng mà tháng sau mới bắt đầu. Phải chờ lâu vậy à? Có lớp nào có thể học ngày với lại một tuần học năm đêm hay không? Học ngày hả? Kế toán đi. Một tuần học năm đêm, thứ hai tuần sau là bắt đầu. Được được, tôi lấy lớp này. Tôi cho cô điền đơn. Cốt truyện đợt này coi hay thiệt. Thì không biết tại sao tối qua ngủ bị trèo cổ. Chuyện gì đây, anh có biết lái xe không? Lại là cái bà này.
Bỏ quên con mắt ở nhà hả? Bộ không sợ xe cán chết hay sao? Wow, cần gì phải nói lại gì đây chứ? Mà chết đi. Lái xe tầm bậy là còn muốn làm dữ nữa hả? Coi tướng của anh nhất định là không có bằng lái mà lái xe rồi. Tôi không có bằng lái. Ai nói với cô vậy? Có hả? Cho tôi coi. Lễ thì lễ. Quay, làm gì vậy? Cần gì phải cho bác coi? Bộ cảnh sát sao? Phải ha, tại sao phải cho cô coi? Đúng, thông minh đó. Coi cái tướng quỷ quái của bà kìa. Tửng tửng giật giật mà đi làm. Nhất định là không có bằng rồi. Tôi không có bằng hả? Cùng nhau lấy ra coi nha. Được mà, sợ cô hả? Nè, bằng này coi đi. Cần gì phải coi? Nhìn thôi đủ biết là cái thứ đông lạnh rồi mà. Cô nói với tôi cô biết lái xe hả? Tôi sẽ đứng ở đây để cho cô cán. Được, anh đừng có hối hận nha. Tôi lập tức đi mua chiếc xe liền, rửa theo anh. Cán. Tôi sẵn sàng. Bà điên. Bà bị cán chết cũng chưa cán tới mình. Wow, sao xe cũ mà cũng mắc quá vậy nè. Mỹ Lan à, chị muốn mua xe gì? Không, định là mua chiếc xe để lái đi làm thôi. Cái bà lúc nãy định mua xe cán mình nè. Có tiền hay không đó? Không có tiền cũng không sao, mua xe đồ chơi cũng được mà. Uầy, như vậy mua xe trứ danh một chút nha. Mua xe hả? Alo, ông xã hả? À, phải, em vừa nhìn trúng một chiếc xe màu trắng cũ đó. À, xe năm 1992, bao giấy phép một năm 70.000 thôi đó mà. Hả? Em thích là thay kệ em hả? Cảm ơn nha ông xã, anh thiệt là thương em quá đi. Tôi thì chống hết nổi, tôi đi làm trước. À, tôi cũng vậy, tôi theo anh. Mua xe. Alo. Em nói gì? Mua xe gì đây? Còn có gì nói chơi với anh thôi. Ờ phải, tối nay về nhà má ăn cơm nữa nha. Còn gì nữa không? Nói đi. Thôi nha, bye bye. Chuyện gì đây đại ca? Chuyện gì? Gì đây, sợ rồi sao? Tưởng là axit hả? Sao đây anh Duy Đình Lương? Tiền nợ tính sao đây? Tôi đang nghĩ cách đó anh Lương. Anh phải lo liệu đó nha. Anh Cường nói nếu như anh không lo trả nợ, lần sau sẽ ăn chay axit đó. Liệu hồn đó. Anh Quang, tháng này phát lương anh đã vô thiếu 3.000 bạc ở trong trưng mục của mình rồi. Anh cho người ta mượn. Lại cho người ta mượn nữa? Ai đây? Thì là... Ai biết rồi, Alex. Anh quên rồi hay sao? Lần trước anh cho anh mượn 1.000 bạc, phải chờ đến nửa năm sau anh mới trả lại cho anh đó mà. Tại sao lại con cho anh mượn nữa? Em thì không hiểu anh à. Tại sao thích cho người ta mượn tiền? Nói thì đi, có phải Alex hay không? Thật ra là... Anh hai cho em mượn thôi. Xin lỗi nha anh hai, dạo này em túng tiền quá, mai mốt mới trả lại cho anh, không thành vấn đề chứ. Chuyện gì đây, chị Yến? Em là người thượng đẳng, có giá có trả mà. Em với anh hai là anh em mà, vậy mà chị cũng không tin em nữa hay sao? Chị tuyệt đối không có ý này đâu. Anh hai, bởi vì em từng nói là chị Yến ông ngoài việc xinh đẹp, còn hiểu biết lý lẽ và thông cảm người ta đó. Tiên là cô gái tốt. Bác à, cháu giúp bác. Làm phiền em. Anh hai à, chuyện gì đây? Lớn đầu như vậy mà thiếu 3.000 bạc thôi, nó bị người ta như là hỏi cung, bộ là tội phạm hay sao hả? Em mà em đừng nói vậy mà. Cô khẩn trương cho anh, tại vì anh hứa với cậu là mỗi tháng để dành tiền đó mà. Bây giờ đã bớt đi, đương nhiên cậu phải hỏi chứ. Nhưng mà dọn cơm đi. Đừng nói thêm nữa, dọn cơm đi. Quay. Một người chịu đánh, một người chịu đòn. Thiệt là hết cách. Dọn cơm. Giờ đúng giờ giúp việc dọn cơm. Hơi đột nhiên hai mắt đái, phải đi toilet. Lần nào anh cũng đúng giờ lắm. Làm xong chuyện mới ra ăn. Lan à. Ngày mai má về quê, vé số đó con tự mua lại nhà, má không mua cho con nữa. Không thành vấn đề. Nè, đồ ăn tới nè. Nè anh Quang à. Hả? Có cần chờ nó trúng vé số rồi mới trả tiền hay không? Tới năm 97 thì được chứ hả? Phải mà, ai cũng nói như vậy mà. Mấy đứa đang nói gì vậy? Dạ không gì, không gì. Tới đây, tới đây. Ăn cơm đi. Thôi ăn cơm. Thì là đúng giờ, vừa ra tới là được ăn mà. Ba ăn cơm, má ăn cơm. Quay, anh hai à. Dạo này anh có bạn nào có muốn bán xe hay không? Chuyện gì? Không, em định là kiếm chiếc xe để mà lái thôi. Nếu như có bạn giới thiệu thì khỏi bị lừa gạt mà. Anh sẽ để ý cho em. Ok, cảm ơn. Ăn cơm đi. Cái gì bây giờ không thể tới hả? Em đã lấy chỗ rồi. Thôi, được rồi. Bye bye. Hey.
Hẹn người ta ăn trưa cũng là anh, bây giờ bỏ hẹn cũng là anh, thì tức chết đi. Ăn no đi. Cô hai à, xin lỗi nha, xin hỏi chỗ này có ai không vậy? Không. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Nè cô à, làm ơn trà Thúy Tiên. À anh Bỉnh à, dạo đây làm ăn má xe cũ có khá hay không? Cũng khá lắm mà. Nhắc tới xe là được rồi. Dạo này tôi đã mua vô nhiều chiếc xe. Anh cũng biết cửa tiệm của tôi chật hẹp mà, đâu có thể để được nhiều chiếc xe như vậy đâu. Ra ngoài đường thì hay bị cảnh sát phạt. Tôi định là bán rẻ một chút, bán bớt ra ngoài. Nè, có muốn mua vài chiếc không? Nếu là bạn già thì chờ làm một chiếc tốt cho tôi nha. Hey, tôi vừa có một chiếc tốt lắm, lấy về cũng 70 ngàn. Bán đại 50 ngàn cho rồi. Sao, có hứng thú không? Xe gì? Dĩ nhiên là xe trứ danh Nhật Bổn rồi. 3 năm thôi, chưa hề bị đụng bị trầy đầu máy thiệt là tốt lắm. Thiệt giống như là mới toàn à. Anh lái ra nói với người ta là xe mới người ta cũng tin đó. Quay như vậy thì là đáng giá chứ. Vậy hẹn bữa nào qua xe nha. Hả? Tôi thì thấy thú, nhưng mà phải coi lại, để coi tiền bạc có thể xoay sở được hay không. Anh hãy tự lo liệu đi nha. Thứ xe này tôi tung ra thì sẽ bán được ngay đó mà. Bạn về với nhau mà, cho tôi suy nghĩ thêm 2 ngày nữa đi. 2 ngày sau trả lời cho anh nha. Ok. Mau đi nha. Xin lỗi nha, tôi đi toilet. Đi đi. Anh nói chuyện với cổ đi. Hát cảo xíu mày. Nè, hát cảo. Bây giờ cái bàn chật hẹp quá hả? Cảm ơn nhiều. Đừng có khách sáo, không sao. Xin hỏi tôi có thể coi xe của ông hay không? Bỏ đi mà, coi cái gì? Chuyện gì chứ? Chuyện đời đâu có dễ dãi như vậy. 3 năm thôi, 70 ngàn không bán mà bán 50 ngàn. Đâu có ai làm ăn kiểu này, em nghĩ coi. Ông nói là cửa tiệm nhỏ, không có để được nhiều xe mà. Người ta nói làm tin sao? Anh lại không có tướng trà. Nếu không là có thể hỏi cho rõ ràng rồi. Anh đã nói rồi, là phải trực thế người ta đó. Có thể đi coi coi mà. Dù sao đi nữa anh thì không tin là có chuyện là như vậy được. Có phải em thiệt muốn coi xe không? Dĩ nhiên em thiệt nóng lòng lắm, để hẹn hắn ngày mai đi thử xe rồi. Đổi ngày mốt đi nha. Ngày mốt em mới được rảnh, ngày mốt đêm đi coi. Thiệt hả ông xã? Phải, anh không muốn thấy em thèm như vậy mà lại bị thất vọng. Anh sẽ đưa em đi. Cảm ơn ông xã. Dễ thương quá à. Tiền đã đem tới chưa? Không đem tiền tới làm sao gặp mặt anh chứ. Anh đếm lại đi. Tôi quen thân với Lan Thi mà, không tin anh cũng phải tin cổ chứ. Để tôi lấy luôn số còn lại của vợ tôi rồi sẽ giao thêm cho anh. Không thành vấn đề. Anh cũng hay ha. Nghĩ ra được cái kế này để gài bẫy con vợ ha. Coi như bả không may. Nếu như bả không tham lam, sau khi bị mất bẫy, thay kệ làm như hãm hiếp giết người hay là cướp của giết người, miễn lại phải làm sao cho sạch sẽ gọn gàng. Đừng có để tôi bắt gặp vợ tôi nữa. Đừng có để tôi bị phiền phức. Yên tâm đi, tôi nhất định làm sạch sẽ gọn gàng mà. Anh hãy coi làm sao làm ra chứng cứ không ở hiện trường đi. Tại vì vợ anh bị giết chết, cảnh sát nhất định sẽ điều tra tới anh đó mà. Chuyện này anh không cần lo tới tôi, tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi tới. Tôi tuần một màu. Wow, có tiền không vậy? Đưa tiền, đưa tiền đi. Mau lên. Sao giờ tới hoài vậy? Tiền là xui. Sao hình vậy? Mai là tôi không bị ăn thua gì. Tôi bị thua hết 5 điếu rồi. Tôi được, tối nay đủ rồi. Ê, ăn rồi định bỏ chạy hả? Sao nói như vậy chứ? Nếu anh chịu đưa tiền tôi xài, lúc nào tôi cũng sẵn sàng hết. Được, tôi muốn kiếm thêm mà. Không được, tôi đã hẹn với vợ tôi đi thử xe. Có thiệt không đây? Chuyện gì đây? Người hẹn chúng tôi ra đánh bài là anh mà. Bây giờ tôi bị thua thê thảm như vậy anh đòi đi hả? Anh không đi được đâu. Phải rồi, đột nhiên nổi ghiền, muốn đánh vài ván mà thôi. Nè, kêu vợ của anh đi thử xe đi. Không được, đã hẹn rồi, không thể bỏ. Hay là vậy nha, cả người hãy nghĩ cách cho tôi, để tôi bây giờ không phải đi. Tôi cũng không muốn làm các anh bị cục hứng. Đơn giản như vậy. Vậy thì dễ thôi. Làm sao nói nghe thử. Nè, sao hả? Chúng tôi bye bye, ngày mai tới sớm nha. Bye bye. Mỹ Lan à, tối nay tàn sở đi đâu coi bộ vui quá vậy?
Dĩ nhiên là vui rồi. Tối nay là sở xong tôi sẽ. Nói gì? Đi thử xe. Tinh tinh tè. Chị đi mua xe hả? Phải, chồng của tôi đã hứa với tôi là cùng nhau đi thử xe đó. Qua làm chủ xe hả? Cũng hoài phong lắm chứ. Chị cũng biết rồi, đàn bà chúng ta không tẩm bổ thì mau già. Nhất là đôi chân đó. Nếu như đi được nhiều như là mấy người thô lỗ, cái chân sẽ biến thành những cái chân dồi đó. Vậy thì phải. Alo. Xin chào chú, Mỹ Lan của chị. Cảm ơn. Alo. Hello, bà xã hả? Anh không thể tới được, không biết tại sao bây giờ thấy đau bụng quá. Bây giờ bị sổ đến nỗi bụng rủng tay chân. Tối nay khoan đi coi xe nha. Được rồi, đổi ngày khác đi. Anh vừa chạy lên nhà hàng mượn toilet thôi. Tối nay khoan đi coi nhà có được hay không hả? Phải rồi, không nói nữa, bây giờ phải đi toilet. Thôi nha, tối nay về nhà rồi mới nói nha. Hả? Bye bye. Thôi được, bye bye. Cảm ơn chú đi. Chuyện gì, tối nay không được thử xe hả? Phải rồi, ông xã nói là tối nay không được rảnh nên không có thể đi thử xe. Không thể mua xe thì đi xe bus hay đi tàu điện, đi bộ đi. Bày đặt kiểu cách. Còn nữa nha, bắp dế thô hơn bắp đùi mà bẩm sinh lợn vậy, bồi dưỡng gì chứ. Hey, anh nói thiệt là đúng đó nha. Chị đi, tôi đi nha. Nè, chính là chiếc xe này đó, có đẹp không? Đẹp chứ, trông như là mới lắm. Tôi không có giới thiệu làm đâu à. Phải á, đang chào xã của chị hả? Anh không thể tới thử xe. Ê, không sao, tôi đưa cô đi thử cũng được mà. Vậy thì không được đâu, tại vì tôi không có rành xe lắm. Hay là đổi người khác đi nha. Vậy hả? Nè, tôi không bảo đảm lần sau là cô có cơ hội thử đâu nha. Cô thấy rồi á, chiếc xe mới toanh và đẹp như vậy, tôi có nhiều khách muốn coi lắm đó. Nếu không phải tôi đã hứa với cô hả, tôi không có lấy tới đây đâu à. Vậy thì phải. Nè, nói thiệt nha, chiếc xe này nếu hôm nay không có thử, không chừng để lát nữa sẽ bán đi luôn á. Mau vậy hả? Alo. Ông Trần hả? Chiếc xe lần trước tôi nói với ông bây giờ ông muốn thử hả? Đem luôn chi phiếu đi, nếu được thì đặt cọc hả? Dĩ nhiên là tốt rồi. Quay, bây giờ anh ở đâu vậy? Quay, tôi thử. Quay, ông đừng nói cho tôi trước mà. Tôi có quyền ưu tiên mấy chiếc xe này hay không? Alo ông Trần thật xin lỗi nha. Bây giờ tôi đang có khách coi, chúng tôi gọi lại cho ông hả? Được, bye bye. Vậy lên xe thử đi, kiếm chỗ ít người để cho cô từ từ thử xe nha. Tốt. Alo, anh là Bơn gọi 8888. Bà xã gọi điện thoại là 80850. Xin lỗi nha, đã mượn điện thoại của ông để gọi người ta. Không gì. Bây giờ mình đi đâu thử xe? Công viên ngoại ô Đại Mãn Trại. Giờ này thì chỗ đó vắng vẻ, nhất định là không có ai quấy rầy mình. Alo, ông xã hả? Điện thoại của người ta. Bây giờ em đang đi thử xe nè. Được. Công viên ngoại ô Đại Mãn Trại. Điện thoại sắp hết pin rồi. Được, tôi nha, bye bye. Thì xin lỗi nha, đó lâu khiến điện thoại hết pin rồi. Không sao đâu. Chính diện. Tôi tới, 2 cây. Wow, lại tới nữa hả? Hey, biết vậy không nghĩ chế cho anh, báo hại tôi bị thua sạch. Tôi thì thảm thương hơn, 5 đế lại thành 7 đế. Đừng có kêu ca nữa, để lát tôi đãi ăn khuya. Vậy anh đỡ đó. Quê, chuyện gì, đừng có nói là vợ của anh gọi đó nha. Sổ số thôi. Qua máy gọi của anh nhanh tài thiệt đó. Sổ con nào đi? Số 9, số 10, số 11. Tiếp tục. 22, 34, 35, số đặc biệt 36. Hey, mấy con số này làm gì có người trúng chứ? Nhưng mà nghe nói đợt này ai trúng độc đắc thì được 15 triệu đó. Ai mà trúng được sẽ làm giàu đó. 15 triệu. Tương à? Tương. Hả? Bị người ta điểm quyệt hả? Thôi không được. Chuyện gì hả? Đều là những tấm quá hạn.
Con mụ đó đã để tấm vé số ở đâu? Alo. Alo Lan Thi hả? Tường đây. Ý, anh nói đi đánh bài để tạo chứng cứ không có hiện trường mà. Khoan nói chuyện này đã. Mấy con số con mụ đó đi mua vé số đều trúng hết đó. Thiệt à? Phải, nhưng mà bây giờ anh kiếm không ra tấm vé số đó, không biết bà để đâu. Ý, lỡ vợ của anh chết rồi thì đâu có ai biết ở đâu. Thì phải rồi. Ý, như vậy thì điện thoại cho anh Bính Xà chặn anh lại, nói là anh Khoan ra tay. Được. Quê, anh bạn, chiếc xe của anh chỉ được đẹp mắt mà thôi, sao đang đi lại bị chết máy như vậy chứ hả? Không gì đâu, nước sôi thôi à, thêm chút nước là được rồi. À, điện thoại reo kìa. Alo. Hello, anh Bỉnh làm ơn. Phải. Quay từ từ đây, anh chưa ra tay chứ? Chưa. Nè, anh nghe tôi nói, chuyện như vậy nè. Chuyện là như vậy. Alo, alo, alo. Alo, alo. Quay, chuyện gì đây? Sao rồi, vừa rồi mới nói đi đâu? Hả? Công viên ngoại ô Đại Mãn chạy. Nè, thấy chưa? Đã nói không gì mà. Ê, thôi đi, tôi không có mua nữa. Chuyện nhỏ mà, nước sôi thôi, chuyện thường thôi mà, không sao đâu. Bớt đi 40 ngàn, bớt 40 ngàn thì tôi sẽ thử. Thôi được, cô nói bao nhiêu thì bao nhiêu đi. Ê, còn đường này để tôi lái nha, sẵn tôi cũng phải thử cho kỹ mà. Được, cô lái đi. Mình đi nha. Quên bạn anh không có gì chứ. Cô Hai à, thiệt là tài quá đây. Lần đầu tiên đi xe tôi có cảm giác là đi thuyền đó. Kỹ thuật của tôi cỡ vậy thôi. Cô coi lại chiếc xe có gì không ổn không? Được. Sao đây? Thùng xe có phải đẹp không? Thùng xe thì không có gì. Ấy, nhưng mà cái cản xe thì bị trầy chút thôi. 38 ngàn nha. Đi làm anh tránh giùm. Nè, ở chỗ dưới này cũng bị trầy nè, cho nên 35 ngàn thôi. Được. Ê, nè, cái chỗ này cũng bị mốt. Nếu như mà tháo cánh cửa đi đập lại thì thiệt là phí tiền lắm. Tính rẻ chút đi. Ê, anh cầm cái bù lon to như vậy làm gì? Cô nghĩ để làm gì? Dĩ nhiên là đập đầu cô. Hey, anh muốn sao? Cô nói muốn sao thì sao? À, bỏ người ta. Đứng lại. Bỏ người ta. Phải là khúc này rồi mà. À, đội xe đằng trước làm ơn. Chết rồi, không lẽ thằng Bỉnh Xà đang chôn xác? Giữ chi chết. Ở bên này. Bỏ người ta. Bỏ người ta. Tôi mà chạy đâu. Bỏ người ta. Bỏ người ta. Đứng lại gần nha. Bỏ người ta. 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 Con chạy hả mày? Bỏ người ta. Bỏ người ta. Chết nè, dám đánh tao hả mày? Tao cho mày chết nè. Ủa, đã đổ cái quạt. Ây da, mày ngon á. Bà xã, không gì chứ? Ai mất rồi? Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao đâu. Hơi may là không sao, để biết đừng có đi thử xe mà. Không quen biết gì người ta, sao đi theo người ta chứ. Trên đời này rất có nhiều người xấu đó. Em đâu có biết đâu, hắn thấy sắc đẹp mà động lòng chứ. Ông xã, mình đã báo với cảnh sát rồi, không biết chừng nào mới bắt được hắn đi. Hơi, em không có tài liệu gì hết, tướng ra sao em cũng nhận không ra. Cái tên là thiệt hay giả em cũng đâu có biết.
Hơi, anh nghĩ thì là mỏng manh rồi. Xém chút là lợi cho thằng đó. Ê ông xã, anh nói là không được rảnh mà sao khi không lại tới kiếm em? À, anh lo cho em là thử không xong chiếc xe cho nên mới tới thăm em. Hơi, bây giờ rốt cuộc được tai qua nạn khỏi. Vậy thì phải. Ê, đã tới giờ số rồi. Kính thưa quý vị khán giả, những số được sổ ra ngày hôm nay là 9, 10, 11, 22, 34, 35 và số đặc biệt là 36. Giải trúng đặc biệt được chia tiền là 15 triệu. Em được trúng số. Em trúng số rồi. Người trúng đầu đắc là em. Người trúng đầu đắc là em. Người trúng đầu đắc là em rồi kìa. Phải. 9, 10, 11 là ngày vợ đang đám cưới của tụi mình đó. Vậy phải rồi. Còn nữa, 22, 34, 35 là tân hành của em trước kỳ đám cưới đó. Hay quá ông xã à. Sáu con số này cho dù là em bị bệnh suy cờ người già em cũng nhớ mà. Vậy lần này mình làm giàu rồi. Phải. Chứ số đâu? Tập vé, tập vé, tập vé. Như gì vậy? Tại sao không đi lấy hả? Ở hội cá ngựa. Có thiệt không? Đừng có dẫn chơi mà. Thiệt đó. Hồi má trước khi đi về quê mới biểu em tự đi mua. Vậy là được rồi, không thành vấn đề mà. Em đã quên đi mua rồi. Có thiệt không bà xã? Đợt này em không có mua vé số. Hả? Bà xã, khoan xỉu hả? Tỉnh lại. Ây da. Ôi. Ây. Ông trời, tại sao chơi tôi như vậy? Không biết em gặp xui hay là anh không may. Tưởng là lần này nhất định xong chuyện. Báo hại em biểu anh Tài cho vay 60 ngàn để cho anh Vĩnh bỏ trốn. Ai biết con mụ đó là không mua chứ. Thằng Tài nói thiệt là mất tánh người. Nếu tới hẹn mà không có tiền trả, em thì không xong. Anh biết gì không ai cho anh mượn nữa, anh mới nhờ em thôi. Lỡ như thằng Vĩnh xà bị người ta bắt rồi khai ra chuyện này thì càng chết đó. Em mặc kệ, số nợ này anh phải giải quyết giùm cho em đấy nhờ. Được rồi, anh biết mà. Em à, đừng có buồn mà. Lần này bỏ lỡ thôi, biết đâu lần sau trúng lại. Phải rồi, nếu là của em thì nhất định sẽ thuộc về em mà. Em còn tưởng lần này được trúng số thì kẻ được nghe đều có phần mời hết cả nhà đi du lịch. Nếu như là tôi hở thì mỗi người được một căn nhà. Ê, Lan à, cô nhẹ chút đi. Cô như không có sổ mấy con số này được rồi. Còn nữa nha, khi má trở về nhớ đừng có nói nha. Nếu không à, để bà biết được hả? Vì bà về quê mà không có mua cho con à, rồi bỏ lỡ hả? À, chắc bà tức đến nỗi học máu luôn đó. Biết rồi. Về tới rồi. Má, về tới hả? Má, bác về tới hả? Để cháu xách bớt giùm cho bác nha. Wow, sao đông đủ quá vậy? Thằng Quang nói là hôm nay bà về đó mà, cho nên tới chờ luôn để mà ăn cơm. Có cần vậy không? Về quê mấy bữa thôi, đâu cần làm linh đình như vậy. Cần chứ. Bác đã bung ba xe cộ cả ngày rồi, nhất định là phải ngồi xuống ăn bữa cơm thoải mái chứ. Cháu đi pha bình trà nóng cho bác nha. Được. Trà ở trển thiệt là dở quá đi. Nè, kiếm ai xách đồ vô cho má đi. Có cải khô, vịt khô với lại khoai môn khô đó. Đủ các thứ hết. Được rồi. Này đi đi. Con thấy đau bụng quá, phải đi toilet. Lan à, có 10 đồng không? 10 đồng hả? Coi. Nè, coi đi, có bao nhiêu thôi? Tờ vé số mua 10 đợt đó hả? Má có mua vé số cho con hả? Đáng lẽ đã quên rồi. Khi lên xe lửa trời xui đất khiến nhớ lại nên đã đi mua 10 đợt. Đợt vé số cũng có mua cho con hay sao? Không lẽ gạt con sao? Coi. Con đã trúng vé số rồi. Thiệt trúng hả? Phải, 15 triệu lại trở về rồi. Wow, vừa trả tiền xong lại trúng nữa. Ây à, hên quá trời à. Nè, cạn ly. Lại trúng nữa. Lần này được trúng vé số toàn là nhờ má thôi. Bây giờ chén dưa cá này là tặng riêng cho má. Dĩ nhiên rồi, nếu như người khác nhất định sẽ cất lại, không có thèm trả lại cho em đâu. Bà má này không có vậy đâu, dĩ nhiên. Con biết bác không mà, cho nên chén dưa cá của chồng con cũng tặng luôn cho má. Con quan được nhiều vậy. Lan à, chị đã nói nếu là của em thì sẽ thuộc về em à. Chiến à, thái độ vừa rồi của chị đâu có phải như vậy chứ. Vừa rồi tại chị khẩn trương tới em thôi. Em có nói là nếu như mà em trúng số thì em sẽ đãi cả nhà đi du lịch. Em giữ lời chứ. Công thành chứ đây. Đi đâu chứ? Dĩ nhiên là đi châu Âu chứ không lẽ là đi Trường Châu hay sao? Thì đi châu Âu đi.
Má nghe người ta nói chi phí ở bển cao lắm đó. Phải. Bốn người chi phí ăn ở tiêu xài 200 ngàn. Đủ chưa? Ờ, vậy cũng được, tính ra như vậy cũng đủ rồi. Wow, xài bao nhiêu tiền như vậy à? Con không có tiếc sao? Ê, không có sao đâu, con đáng gì chứ. Con đã hứa với hai người bạn già của con, nếu như trúng số thì mỗi người 1 triệu. Wow. Sao em sai quá vậy? Làm người phải giữ lời mà, các người đã nói đó. Wow, giữ lời cũng phải coi hoàn cảnh chứ. Tưởng 15 triệu nhiều lắm sao? Có thiệt không? Sao không thiệt chứ, bác gái nói đúng đó. Em chỉ trúng 15 triệu thôi. Em nghĩ coi, em mua nhà hào quê khá một chút thì cũng mất đi 13 triệu rồi. Mua chiếc xe đẹp thì cũng mất hết 1 triệu rồi. Rồi tiền sửa sang này nọ cũng mất 1 triệu mấy nữa. 2 triệu em thì phải suy nghĩ kỹ lại đó mới được. Vậy là em còn thiếu 1 triệu hả? Thì vậy chứ sao? Thứ này chỉ là con Yến tính ra thôi. 15 triệu không có đủ xài đâu. Chết rồi ông xã. Thì ra hoàn cảnh của mình bây giờ vẫn tệ như vậy. Thực ra phải tính cho kỹ càng trước. Biết vậy là được rồi. Thì ra 15 triệu thì chẳng có bao nhiêu hết. Bây giờ em hiểu rồi. Tại sao mấy người giàu có đó, họ có 10 triệu thì mong có được thêm 20 triệu. Phải uống nước nha bà xã. Cảm ơn. Cho nên nói, nếu muốn có thêm tiền thì phải làm ăn. Vậy làm ăn loại nào anh đâu có kế hoạch rồi. Thôi, đừng có làm ăn cực khổ lắm. Ông xã à, lỡ như bị lỗ lã càng chết nữa. Còn nữa, anh không có số làm ăn đâu. Lần trước làm ăn bị lỗ sạch hết, đầu tư cũng mất hết nha. Còn nữa. Được rồi, đừng có nói thêm nữa. Em đã nói vậy nghĩa là không muốn chăm vốn cho anh thôi. Chăm vốn hả? Thì thôi. Nhưng mà em định là cho anh một đống tiền lớn để qua tay. Đống tiền lớn hả? Dĩ nhiên. Anh không biết là giờ anh thương anh lắm sao. Giờ rồi á, em đã viết sẵn một tấm chi phiếu cho anh nè. Ở đâu? Để cho anh được mừng rỡ. Bây giờ bà xã thì là dễ thương. Dĩ nhiên. 50 ngàn. Ê, thì không phải chỉ có một tháng đâu. Tháng nào anh cũng có 50 ngàn mà. Mua gì cũng đủ rồi. Có vui không hả ông xã? Thế nào? Vui chứ. Vui hả? Bây giờ anh biết là bà xã thương anh lắm rồi chứ. Nè, đâm bóp vào cá cho em đi. Ý, mệt quá à. Chỗ này nè. Chỗ này hả? Ý, đã quá. Mỗi tháng cho anh 50 ngàn tưởng là nhiều lắm, tốt dành lắm. Cũng chưa đủ trả tiền lợi tức cho thằng Cường đó. Nghe, còn số nợ của thằng Tài thì không biết trả giờ trước. Cũng hết cách thôi, 5 lần 7 lượt mới cổ đi đời, cổ lại không đi. Thử coi làm sao đây. Làm sao thì tới đầu hay tới đó thôi, hết cách. Đừng nha. Anh Tài, xin hãy rộng lượng quan hồng, đừng có nóng nảy như anh Tài. Tôi tưởng cô không quen biết với tôi chứ. Anh Tài, làm ơn biểu họ ngừng tay lại giùm. Trả tiền thì tôi ngừng tay. Trả tiền, chúng tôi đang gom tiền. Tin tôi đi, Lúc mà tới dạy tiền thì gật đầu lia lịa, biểu trả tiền thì lắc đầu lia lịa. Không dám chơi chó chơi mèo cũng không có dám chơi anh. Phải đó anh Tài, chúng tôi đang nghĩ cách đó. Thông cảm giùm đi, cho thêm mấy ngày thời hạn nha. Tao không có nhẫn nại được đâu. Lượt đó. Ê, làm ơn chờ luôn. Được, xin lỗi nha. Ý chị Lan à, không cần đi làm sao? Hôm nay thấy không được khỏe cho nên xin nghỉ phép một ngày mà thôi. Sao mua sắm nhiều đồ quá vậy? Nghỉ một hồi thấy khỏe lại cho nên đi xuống dưới dạo phố. Đi dạo một hồi thôi là mua cả đống đồ về là đồ giả mà. Đồng hồ vàng? Giả đó, cũng là giả mà. Nhưng mà giống thiệt lắm, cởi ra cho coi đi. Ê, tôi lần sau đi nha, lần sau cởi ra cho chị coi. Tôi tới rồi, xin chào nha, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ông xã à, em đã về tới rồi. Hôm nay em đã đi lấy tiền thưởng nè. Em đã mua sắm rất là nhiều đồ về. Đều có phần của anh nữa, anh ra coi, mau đi. Mau ra đi. Mệt quá. Sao nó hôm nay được nghỉ mà mỏi quá. Alo. Bác Cốc. Bác Cốc hả? Không có người này đâu. Bắt cóc. Hello. Bây giờ chồng của bà trong tay của tôi. Nếu như bà muốn nói không sao thì phải trả tôi 5 triệu. Tôi đâu có nhiều tiền như vậy. Không có tiền trả lụm xác của chồng bà đi. Đừng nha, mấy người đừng có giết chồng tôi. Xin
无奈你说得太自然，令我听了也能热恋，甜言蜜语。原来有一次誓言，曾令我改变，未必说世界转变。解释得混乱，千丝万乱，太多纠缠。说轻似想这诺言，但却对我作全心诈骗。